Kênh Thuốc Nam Người Mường xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Thuốc Nam Người Mường lại xin chia sẻ tới tất cả các bạn về một loài cây có tên là cây kim xương các bạn nhé. Cây kim xương để trị vào cái bệnh coi như là trị bệnh phong tê thấp các bạn ạ. Đấy. Nó có tác dụng trị bệnh phong tê thấp. Đấy. Cây kim xương trị bệnh phong tê thấp nhé. Và trị được những cái bệnh như sau. Đấy, đau nhức xương khớp. Đấy. Đau dây thần kinh tọa này. Đấy. Thần kinh tọa. Chân tay co quắp, teo cơ các bạn nhé. Đấy. Chân tay co quắp, teo cơ. Đấy. Chân tay co quắp, teo cơ. Đấy. Bị teo cơ sau tai biến nữa các bạn. Đấy. Sau tai biến nhé. Đấy. Sau tai biến là bị cái chân tay nó co quắp, bị teo cơ. Đó, tôi nhắc lại cho các bạn nghe rõ là như thế. Đấy. Thì bộ phận dùng làm thuốc là cái gì? Đấy là từ thân cây nhé các bạn nhé. Đấy, từ thân cây. Đây, cái thân cây của nó đây. Đấy, từ cái thân cây nhé. Đấy, cho đến rễ nhé. Đào lấy cái rễ để dùng ngâm rượu. Đấy, dùng ngâm rượu uống và xoa bóp. Uống và xoa bóp. Nếu như ai mà không may mà gặp các cái bệnh coi như là bị teo cơ nhé, teo cơ sau tai biến nữa, chân tay co quắp lại thì dùng cái loài cây này đào lấy rễ. Đấy, đào lấy rễ của nó. Đào lấy rễ sau là biết uống rượu thì ngâm rượu uống và xoa bóp. Còn không thì dùng rễ và thân cây nhé. Dùng cái thân cây này. Đây, thân cây đây thì và đào lên rễ, gốc rễ của nó. À, sau bắt đầu là vừa uống vừa xoa bóp ngâm rượu. Còn nếu như không biết uống rượu thì lại dùng về cạo vỏ sạch sẽ nha. Đấy, rửa sạch, băm vơi khô, dùng dạng thuốc sắc, thuốc sắc để uống các bạn nhé. Đấy là đấy là tác dụng trị bệnh của cái cây kim xương đó như thế các bạn. Đấy thì để nhìn nhận phân biệt về cái loài cây kim xương này là gì. Đấy. Và cái mùa này là quả nó chín như thế này các bạn nhé. Đây. Đấy. Nó chín, nó có màu đỏ nhé. Đấy. Nó chín có màu đỏ. Đấy. Thì mới đầu của nó thì lại xanh. Đây các bạn này. Đấy. Nó có quả xanh này. Đấy. Đây để cho các bạn xem. Đấy. Đấy nó xanh như này. Đấy. Dạng này là xanh nhé các bạn nhé. Đấy. Xanh này nhé. Đấy các bạn nhìn rõ này. Xanh sau bắt đầu nó vàng nhé, nó vàng như này. Đấy, sau nó chín nó ra màu đỏ. Đấy, chín nó sẽ ra màu đỏ như này nhé các bạn nhé. Đấy, để nhìn nhận phân biệt về cách loài cây kim xương này. Đấy thì là về cái vật lá nhé các bạn nhé. Đây, về cái vật lá, vật lá đây là cái mặt trên của lá các bạn nhé. Đấy, mặt trên của lá nó có dạng như này. Đấy, nó mọc cách chứ không mọc đối. Đấy, đây là mặt trên của lá, đây là cái mặt dưới của lá các bạn nhé. Đây, đây là cái mặt dưới của lá. Đấy, nó có dạng như thế này. Đấy. Thì về cái phần phân biệt của về cái thân cây. Đấy, để tôi chặt cho các bạn xem. Các bạn ta cùng xem. Đây. Chặt ra thì nó có cái dạng như thế này các bạn nhé. Đây. Đấy. Các bạn nhìn rõ không ạ? Đấy, cái màu thịt của nó như này. Nhá. Mà rất chi là dễ phân biệt các bạn nhé. Đấy, cái thân cây của nó thì nó lại có cái dạng toàn màu trắng như này không? Đấy. Thân cây toàn màu trắng không nhá. Đấy. Thân cây toàn màu trắng nhá. Đấy. Để không mất thời gian của các bạn nữa, một lần nữa thì kênh Thuốc Nam Người Mường xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.